ẩm thực đồng quê Phu Ni Hùng, Võ Sư Học, Ngay Sư Mô, Thằng Mập Phút. Xin kính chào cô bác, chào bạn. Xin chào. Trước đây năm kênh YouTube của năm anh em mình, cũng xin kính chúc cô bác anh chị bạn được thật nhiều thật nhiều sức khỏe và bình an. Thì hôm nay giấc này là Nga Sư Mô đấu với lại Thúy Hằng đồng quê. Nga với lại Hằng bắt tay rồi. Ăn cái gì vô gọi chú Đức làm. Đây Bảo Đức. Bảo Đức rất nổi tiếng ở Tiêu Cần. Tâu cho anh mượn cái tâu huyền thoại của em đi không? Con của em nhỏ quá để chở em vô. Nhỏ con nhưng mà cái sức ăn là khủng luôn đó nha. Phải giỏ đó. Đừng thấy nhỏ con mà là kinh dễ nha em. Nhỏ con nhưng mà ăn không có nhỏ đâu đó. Rồi, hai người đẹp đi vô ơi. Nhờ chú Đức bỏ vô đầy tô đi. Cái tô này là tô khủng hoảng luôn. Tới rồi. Dục tay cái nhìn ăn luôn. Rồi. Hình như cái tô đó muốn nứt miệng hay gì sao? Sao đâu chị. Ăn nhiều quá. Ăn đi nứt tô. Ờ rồi, bỏ vô khi nào mà hết chỗ chứa thôi chú. Rồi hỏi chú tính không sao đâu chú. Cái mình mới mà. Mới mà. Có discount. Thứ ba đúng không? Dạ, thứ ba rồi. Anh em có con ở Sài Gòn xuống là lại mà không có chỗ chú Đức bán cũng ngon nha. Dễ không? Ở Sài Gòn xuống là con dẫn vô quán chú là lý do là quán chú ngon. Khẩu vị ở Sài Gòn thì như khi đặc biệt chút. Đây. Hôm qua ở chị Vinh có chút chết nè. Hôm nay chú Đức ăn hột luôn, hột chắc ăn. Ăn dữ lắm. Nhỏ nhỏ mà có vỏ. Ăn từ sáng tới chiều luôn, ăn không no. 5 phần ăn sao? 5 phần đi. Dạ. 5 phần ăn. 5 phần nói phải phở không không chóng mặt rồi còn giá rồi còn thịt. Rồi cái này là 5 tô. Đó, 5 bánh phở không bao nhiêu rồi? Phở không gần 1 kg đó. 1 kg phở. 1 kg bánh. Đó. Còn 2 kg thịt nữa với lại 1 kg nước nữa. Nửa kg thịt. Anh cho em thêm 1 phần cho đây. Thêm phần bánh phở đó. Là 6 tô phải không? 6 của em là 6. Chị Hằng có muốn không? Hằng có muốn không? 6 phần không hay là 5 phần? Em thấy bánh phở ngon rồi đó. Ngon, ngon. Nga thấy ngon, Nga gọi thêm một phần phở nữa rồi. Dạ. 6 tô là cỡ ký 2 á, tại một phần thì cỡ 200 ngàn. Ký 2 bánh phở, quá nhiều. Lừa cho em cái mỡ mỡ nha, anh có tăng cái mỡ mỡ cho chị. Em sẽ làm một cái tô tái riêng của em ở ngoài nữa. Thêm một con tái nữa. Nó, rồi. Em làm không có để thịt chung á. Không để chung mà để tái riêng. Rồi. Cái tô này cứ làm là 5 phần còn làm thêm một tô tái riêng nữa. Thêm một tô tái riêng nữa. Nhưng mà ba. Sống nha. Bỏ thịt bò sống ở đây rồi thì nước nó sốt lên rồi. Đúng rồi, thịt bò mà ăn sống gì nó ngon. Dạ, chứ thịt bò sao kiểu nó tươi trọng vị anh sao? Đừng gung em. Em đâu có rung đâu. Nghe hả? 6 phần luôn. 6 phần luôn à chị? 6 phần luôn. Rồi, 6 phần luôn nha. Rồi. Nè bé này nay mới mở rộng tầm mắt. Chú Đức, dữ lắm chú Đức. Ăn... nhỏ vậy chứ ăn từ sáng tới chiều. Phải nói là ăn từ Sài Gòn tới Trà Vinh luôn. Ăn không có nghỉ ngày giờ nào luôn. Có nghỉ 1-2 tiếng. Đâu có, tầm xíu xây. Chú Đức biết sao không? Nghỉ chừng chút rồi biết sao? Xả hơi để cái này. Xả hơi để cái tô chút lần cụng ly á. Em đọc chân luôn á mà ăn gì. Rồi, thì Hằng cũng 6 phần thôi. Hai chị em bằng nhau. Rồi bỏ cho mà bỏ thêm bò đi. Thêm miếng thịt nữa. Không bò tái á. Bò tái giờ thêm tô để chung luôn ha. Của con để tái không nha. Mời gan nữa. Rồi. Thêm tô nữa đó. Quá lẹ. 6 tô luôn đó. 6 tô luôn, quá lẹ. Còn thêm một tô tái riêng nữa chú Đức. Của con tái không được để nhà. Này tái không phải không? Dạ. Khi nào con ăn thì chú mang ra cho nó nóng cho nó ngon. Chú Đức bán rất chuẩn là căng luôn. Ba tô nè. Ba tô. Rồi. Tái luôn phải không? Tái luôn hết luôn. Gái chú Đức có đẹp không? Có đẹp mà. Ừ. Có đẹp bằng khách.
Rồi đó. Cái tính tình của chị Hằng. Cái tính của chị. Rồi. Nhìn thấy là hấp dẫn rồi đó. Hấp dẫn rồi đó, hết sảy con bà bảy rồi đó. Rồi cái này hành rồi để lên luôn nha. Đó, hành con hành lá nhiều. Lúc rồi cái này là bự hơn tô bữa trước anh Sơn. Bự hơn một tô. Bự hơn ngày 6 tô. Ngày 6 tô. 6 tô vô một tô. Bởi hôm qua nay ướt quạt đó. Hôm qua nay. Trang ơi chú Đức. Hôm qua nay ướt hoài, nó ướt gì Nga. Cái bên đây là hai chị em văn chung. Đóng qua đóng lại cái đinh công vòng. Cái này khoan Trang ha. Dạ đúng rồi, khoan Trang. Đây, đó. Vời đó là anh Sơn giới thiệu cái quán ăn này rất là ngon. Vừa ngon mà chủ thôi quán mà lại vui vẻ nữa. Thành ra mình thích cái quay quán này. Em là thấy thích gì nào đó. Thấy cái người ta đắp muối cho em mà hủ tiêu. Mở cái nắp là vậy nè. Cái này cái là một tô nè. Dạ. Đó. Chị Nga hỏi chú Đức có ship về Mỹ không chị Nga? Cái này là hai tô đó. Hai tô. Không không nghĩ sao chú trang đầy rồi chú ơi. Con nghĩ là 6 tô súp vô nó tràn. 4 tô. Trang đầy được rồi chú ơi. Đầy được rồi chú. 6 tô nó tràn chú ơi. Rồi như vậy được rồi chú Đức ơi. Em mời cả nhà nha. Hằng em mời chị Hằng. Hằng mời các em. Chị mời nha. Thế Hằng mời. Xin mời bà cô bác anh chị và các bạn dùng phở với Thế Hằng nha. Rồi. Lộc ơi, Lộc ơi. Rồi, cho anh cái thời gian ấy, khoan em ơi, cho anh cái thời gian cái nhất định mới được. Có lấy tô ra sớm từ từ không? Không ăn luôn tô nữa. Dạ có tô sẵn đây rồi, chị có lấy tô. Anh Hùng ơi, chị em mượn điện thoại bây giờ. Đây, bây giờ Hùng hỏi hai người đẹp coi ăn cỡ nhiêu phút không? Em nào trong tay giùm anh luôn không ơi? 25 phút đi. 25 phút à? Dạ, để đây nha. Rồi, 25 phút. Để đây. Thì mấy anh em mình chủ yếu là mang tính chất giao lưu giải trí thôi. Không có hơn thua gì chỗ này, nhưng mà cái là anh em vẫn có thời gian nhất định để anh em ăn tốc độ nhanh nhất có thể. Ha. Rồi giờ là ăn hỏi gì đúng không chị Nga? Rồi, chuẩn bị chưa? Chuẩn bị đếm không ơi? Rồi. Bấm giờ ơi. Bấm giờ nè. Để lên đếm cho Hùng. Rồi để ra anh bên cái Hùng bấm nha. Rồi. Một cái bấm giờ ra, một cái bấm sẵn đây chưa? Chưa chị Nga chưa sẵn đây. Đúng rồi, con thấy bóng. Nó bỏ nắp luôn đi, rồi. Chú Đức ơi. Rồi. Hôm nay cho rồi. Chú Đức mở rộng tầm nhìn nha. Rồi, chú Đức hôm nay chú Đức. Rồi, chuẩn bị nha. Có chân tay rồi. Rồi, bấm. 2, 3, bấm. Vô. Xin mọi người cho nhà hốt tay cổ động nha. Ồ, cố lên. Mời nghe. Đây bên kia hàng nghe. Đúng rồi. Nghe đúng rồi. Cái cần khác dùng đây. Đây. Wow, quá chu đáo rồi. Đó. Múc ra nha. Đợi đỏ nóng. Cái nước phở để phơm mới rồi. Ừ. Để anh quảng cáo là không sai đâu em. Hai người phụ nữ, một người Miền Tây, người đại diện cho à. Phải nói là ăn cái quán phở của chú Đức là một lần ăn là một lần nghiền. Ừ. Anh nghiền, anh hỏi anh vô huyện là thì anh ghé ăn. Thì cân nó 200g đi, cân y chang vậy. Chén 200g. Lên 200g lại. Ngon thêm 200g. Có nước tiết, anh chan nước tiết vô luôn. Ngon hơn ha. Cái bò rất là mềm. Chị Nga khi nào em tới đó em bưng kia nha. Bò này là bò tươi luôn á, bò bằng tại chỗ. Dạ. Chị này là hàng hơn con Nhi Hùng có hổm. Đúng rồi. Con Nhi Hùng có 5 tô. 5 tô này 6 tô. 6 tô. Có hổm con Nhi Hùng ăn đuôi với ông không? Dạ. Ăn với con thì con đồ yếu, con ăn 5 mà. Ở đây hai ông nó dòm dòm với ông nó cũng dữ lắm. Dạ, hồi tới ổng. Ngồi tới ổng. Trời mắc điều có giá. Tôi phải coi ổng ăn á, dạ. từ từ. Cho xe mượn cái giá đi em. Đi. Em ơi cho mượn cái giá múc á. Đúng rồi. Cái muỗng nhỏ quá. Cái giá nước thì cái mềm mà. Dạ. Có giá nào mượn cái nữa. Con cá. Nó rất là mềm bự đó. Nhìn nó dài nhìn nó mềm. Không có tiếc tiền nha. Rất là ngon ha. Miếng bò nó dày, mà nó mềm đó nha. Người ta giao lưu á là chỉ một tô hay tô là được rồi. Đây hai người này giao lưu là 6 tô, hai người cộng lại 12 tô. Mà hai tô này cộng lại cái nữa là khoảng 7 kg.
quá lố. Ở đây chú Đức có bán lẩu hả chú Đức? Có bán lẩu đem về. Tối hả chú? Không đem về. Khi nào phải cái nước súp á, cái mình dột thêm gan nạm nữa. Vậy hồi một người làm một cái lẩu bò với lại thêm 10 gói mì. Căng hả? Căng hả? Quá căng á. Thử coi sao. Ủa nghe nó là cái bài à, để con không không gành nó chút đó hồi hỏi Nga con cái kênh là Nga Sumo. Nga Sumo hả? Dạ. Lên ăn phải chỗ nào nói. Chú kêu ở đây là Sumo ở đây. Nga Sumo là đây. Còn đây là Mập Phút. Thằng Mập Phút. À, chú bấm vô thằng Mập Phút là có thấy mặt chú béo này. Mập là có à? Không, chữ mập cũng nhiều mập. Thằng Mập Phút là có bạn ấy liền. Nghe có thiết gì mà ăn tự nhiều mà không mập cái này của. Dạ. Đúng rồi. Qua nó chú Đức. Ăn ngày hôm qua là con thấy con một chén tái 200g. À 200g với cộng với nước đó là khoảng hơn nửa ký. Qua. À. Thịt này ăn có yên tâm đi, thịt tươi không à, không có à, thì... cái này là em góp vô trước khi ăn với anh bà rồi. À, chú Đức ơi, chú Đức ơi, lý do là không thôi là Linh không ăn đâu. Tại vì chút xíu Linh cũng quay với anh ba rồi. Nhưng mà thấy cái phở là thơm quá mà ngon quá, Linh mới làm thêm tô. Mình nói chuyện thế là cũng một hỏng nước miếng luôn. Vô đổ lên, kì hàng ô. Muỗng nào cũng còn. Lấy cái ly nha Thảo. Đội mạnh mà ăn còn tặng thêm tô nữa. Không à, mình không tưởng là Nga ăn mức độ vậy, không dám nghĩ luôn. Nhưng mà Nga thì so tướng Nga nhỏ xíu nhưng mà ăn sức ăn là rất khủng. Chị ăn cũng gần hết bánh phở rồi nha. À, hai tô khổng lồ là 6 phần phở. Phở là bánh phở là 1,2 kg. Mà bánh phở không ký hai rồi còn thịt còn giá rồi nước phở nữa có lố. Cố lên nghe Hằng em ơi, Nga là ăn vậy chứ mà tốc độ dữ lắm á Hằng ơi. Em biết rồi, em biết rồi. Tuy là tặng thêm một tô rồi chứ tốc độ dữ lắm á. Nghe ăn tốc độ rất là nhanh. Ăn tốc độ không thua đàn ông. À, đúng rồi. Không biết là miêu ở đâu ấy. Cái này miêu quá sư tử. À, chú Đức hôm nay chú Đức chứng kiến thử coi hai người đẹp này ăn cỡ nào. Nhưng mà con nghĩ là phần ăn này là hết. Nghe là có phần. Dạ, thêm một phần tốc độ. Dạ. Đây tặng thêm tô đó. Mới đầu chú thấy cái tô. Dạ. Mới đầu chú thấy cái tô chú có nghĩ dám nghĩ là ăn hết không cho người nhỏ con này. Đang mở rộng tầm nhìn. Mới rộng tầm nhìn đó. Chú thấy mấy người thách thách với nhau toàn là tụi con mà. Dạ. Còn bởi con nhưng mà chưa chắc ăn nhiều. Bé này là bình thường với võ gì võ sĩ lộc rồi đó. Võ sư hay võ sĩ? Võ sư. Anh cứ vậy hoài. Cái này lên lip của trời nó lên. Bé này có ăn không? Dạ ăn. Ăn luôn hả? Dạ ăn. Ăn một tô. Mới ăn một tô sao? Thế mình nghĩ chắc Nga là không có đối thủ à. Có đâu Sơn. Ba quan sát à, đối thủ đáng gồm lắm anh ơi. Anh đang chưa chạm cháy Nga rồi. Rồi. Ăn mở đó anh. Sao vậy? Quên rồi. Bạn cơm
hello. Chút chúng ta phải thăm ngàn thôi để cho anh tỉnh táo lại. Rồi rồi, qua tô lớn rồi mọi người ơi. Qua wow, hết tô lớn luôn. Anh tự thăm ngàn lên trước nha. Nhấp vô. Ủa này là có tiết nữa luôn, hột gà nữa nè. Không có hột gà, chỉ là cái tiết tiết bò ra. À, tiết bò. À, tiết bò ra rất là ngon. Đó, cái đó đó. Bé. Ôi, ôi. Hút luôn rồi. Tôi nói ăn cỡ này chắc phải thêm 20 trứng gà nữa quá. Nó béo. Hôm bữa thăm ngàn bên kia 5 trứng rồi, bây giờ bên đây 2 giờ 20 trứng. Tối lên chị Hằng ơi. Giờ là nắng bên kia nó chiếu quá. Tốc độ đang là bao nhiêu rồi? 8 phút 25 giây. Ăn quá nhanh luôn. 25 giây. Hồi nãy á, khi mà chị Nga nói 25 phút á, là chị nói em tính nói là 20 phút thôi. Nhưng mà tự nhiên mình đứng ngoài cuộc mà mình nói vậy thì kỳ quá. Nhưng mà em nghĩ là không tới 15 phút luôn. Xin đó. Chụp tấm với hai người đẹp. Hằng để ăn thường rồi đó ha. Còn Nga là mới thấy. Rồi Nga vừa rồi. Mà chị Hằng ăn vậy là cũng khủng khiếp lắm luôn á. Đúng rồi. Hôm nay thấy có vẻ chị Hằng ăn cá lộn chị Nga chứ. Ăn nhanh hơn cái lần ăn cái Linh nữa nè. Hồi nãy tính 25 phút mà chưa được 10 phút. Bữa à, em mới đăng clip hôm qua là bữa em với chị Nga ăn cũng có tô này. Nhưng mà chị Nga ăn trong vòng 11 phút. 11 phút hả? 11 hay 10 chị Nga em không nhớ nữa. Rồi sao? Ồ, vô ra 15 giây. Hôm nay là ăn dữ hơn bữa. Quá sức, quá sức. Quá sức, quá lẻ luôn. Thôi bây giờ người thắng người thua có rõ ràng rồi, giờ cờ đi chứ. Nga là YouTube bên nước ngoài nha, ăn khoảng chừng 40 kg. Quá lâu. 47 kg. Mới lên 45 kg. Mới lên 2 kg thở đó. 4 mấy kg mà ăn, xích ăn 2 kg mấy. Quá lẻ. À, nha à, cái em ăn phở ở Mỹ nè, em ăn phở ở Sài Gòn nè, hôm nay em về quê em ăn phở ở Tiểu Cần này, cảm nhận nó sao em? Theo như em suy nghĩ thì mỗi nơi có một cái vị khác nhau. Ví dụ như là có nhiều nơi thì cũng nấu phở bò tái nhưng mà bò không ngon. Nhưng mà quán của anh Đức á, bò tái rất là ngon. Đó là em ăn thêm. Thêm một tô. Nhưng mà chú Đức đây chú bán một phần ăn phở vậy là bao nhiêu tiền chú Đức? Một phần là 35 ngàn. Dạ, 35 ngàn. Khoảng hơn nửa trăm gram thịt. Dạ. Khoảng 6 mắt thịt. Rất là ngon. Nếu mà Nga ăn thêm một chén thịt 200 gram là gần 4 tô thịt mà của nấu ra đó, còn 4 tô phở nữa. Wow. À. Ai nói nổi. Hằng này thua hả? Vô vô nổi không? Nổi thôi, thua rồi. Hay quá. Ê, Nga ăn hôm nay mình là chứng kiến là mình phải nói là mình tầm nhìn ha. Dạ. Không dám tin luôn, không dám nói là ăn hết luôn. Mới cái hũ tô ra là mình thấy là khủng rồi. Mình là đàn ông nhưng mà mình không thể nào mà ăn hết được. Nhưng mà Nga ăn rất là lẹ, ăn hết luôn, hết nước hết cái luôn. Cái này chú Đức đỉnh của đỉnh nè. Ẩm thực đồng quê, Phú Đi Hùng, Gói Sư Lộc, Nga Sư Mô, Thầm Mập Phút. Cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của 5 anh em mình. 5 anh em mình cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và năng. Chào hẹn lại, bye bye, bye, bye.